Tụi bay biết tại sao mà tao học ngu mà tao lại thành công không? Bởi vì tao chả có cái gì hết á. Tao chả có cái, bởi vì tao chả có cái giỏi. Nên tao ra đường, tao ra đời á, tao phải rèn luyện mà tao học, tao bươn chải ghê lắm. Còn tụi bay học giỏi quá rồi, tụi bay ôm cái bằng nó ngon đúng không? Tụi bay đâu có thèm học nữa. Nên là những cái đứa mà nó học không có giỏi trong trường học á, nó không có giữ cái bằng đó, anh hiểu không ạ? Ra trường nhiều khi nó quên bà cái bằng nó tốt nghiệp nào luôn. Nhưng mà cái ông mà học giỏi cái bằng nó giữ kín lắm anh chị không? Nó treo trong phòng nó làm ghê lắm. Ngày nào nó cũng nhớ cái bằng đó á. Và nó giữ cái tâm trí nó nằm trên cái bằng. Và nó không thích học người khác nữa. À, đến lúc mà nó khổ á, nó đâu có chịu chạy ráp anh chị hiểu không ạ? Tại vì nhìn cái bằng kia to quá. Nhưng mà ông kia khổ ông chạy ráp. Tôi muốn nói ở đây là gì? Có nghĩa là có rất nhiều người thành công trong cuộc đời này. Và cũng có người thất bại. Đừng có khư khư cái chỗ này của mình. Nên anh chị nhìn thấy tại sao có nhiều người học rất giỏi nhưng ra đời cũng không thành công. Bởi vì nó chỉ chiếm có 20% sự thành công trong cuộc đời.